Cái này cây mai chương thủy nuôi bồ công nó lớn nha bạn, nuôi mật khỉ. Có cái tử, cái thân nó cũng lắc, nhìn nó cũng có duyên lắm. Mình đầu hoành này bạn ơi, hoành có cái tử luôn là khoảng 37, còn ở chỗ này là 29, dù cao nó được khoảng 46. Ngủ công nha bạn, cái mẫu tử nhìn cũng đẹp lắm, có cái tử nhìn có duyên này. Mẫu chắc lấy mặt tiền bên đây nè bạn, mình cắt mình cũng có chủ đích là lấy mặt tiền bên đây nè, thì này đế nó đẹp hơn, như đây nhìn nó mình cảm giác cái cây đẹp hơn. Một mặt cạnh đây đây cái đỉnh nữa, như trên cái đỉnh dưới của cây tử. Nuôi bồ công cái này nhìn có duyên luôn nha bạn, nuôi bồ công nó lớn, cái này nuôi mật khỉ.